Bây giờ sư sẽ giảng cho các Phật tử nghe một bài pháp về cái việc cầu xin phước và tạo ra phước. Ở trên thế gian nó có hai cái cách. Một là mình đi cầu xin, cầu xin những điều phước lành. Hai là mình tạo ra phước lành. Thì cái thường thường là theo cái văn hóa tín ngưỡng của cái người dân Việt Nam mình là hay có cái pháp gọi là đi cúng bái. Thì mình đi cúng bái để làm gì? Đi lễ bái ở các nơi chùa chiền, đình đền miếu, thờ ở tất cả những cái nơi nào thờ tự thì mình thường đến đấy để lễ bái. Lễ bái là lễ bái để làm gì? Và thường thường là trong đó là mình hay có cái sự là cầu xin, tức là cầu xin những điều như là được sống lâu, được mạnh khỏe, cầu xin được mạnh khỏe, cầu xin tài lộc, cầu xin cho cái cuộc sống của mình nó được yên vui, tránh qua những cái rủi ro, những điều tai nạn, những sự nguy hiểm ở trong cuộc sống. Cầu xin cho cái cuộc sống này được cái sự bình an, cầu xin cho cái người còn sống thì được an ổn, mà cầu xin cho những người đã chết thì được siêu sinh. Đấy là những cái pháp gọi là đi cầu xin, hay còn gọi là đi cầu phước. Thì và trong cái tâm lý của mình khi mà mình đi mong cầu là mình nghĩ làm sao? Mình nghĩ rằng là Phật hay là Bồ Tát hay là các vị thần linh là những cái người có nhiều phước, những cái người có quyền năng, những người sẽ ban được phước cho mình. Thế là những người đấy sẽ cho mình được những điều mà mình mong cầu đấy. Có thể là trong tâm lý người ta sẽ nghĩ như vậy, và người ta nghĩ rằng các đấng thiêng liêng ấy có thần thông quảng đại, có pháp lực vô biên, có thể ban cho những chúng sinh những điều mà mình đang mong cầu, đang mong muốn. Đó là một trong những cái tục lệ mà đã ăn sâu vào trong cái ý thức của con người, và người ta thường vẫn giữ cái quan điểm đấy. Và những cái nghi thức lễ bái thì rất là phong phú, rất là đa dạng. Và người ta sẽ dùng những cái lễ vật và cái tâm thành của mình với cái mong muốn cầu xin. Và những cái tế lễ đấy thì được diễn ra hàng năm và được diễn ra một cách thường xuyên ở mỗi gia đình, hay là khi mình đi đến những cái nơi thờ tự khác mình cũng mong cầu cái điều đấy. Vậy những cái điều mong cầu đấy có được như mong muốn không? Có linh nghiệm không? Có linh ứng không? Và tại sao thì có người người ta nghĩ rằng tại sao con người lại có cái niềm tin như vậy? Đấy là cái pháp gọi là cầu phước. Còn cái pháp thứ hai là tạo phước. Tức là có những người biết đi làm những cái việc phước thiện, tức là người ta biết đi tạo phước, như là người ta biết đi bố thí, biết làm cái việc cúng dường, biết tu tâm, biết tạo những cái điều phước lành. Thì cái pháp nào tốt hơn? Thì với một cái người bình thường, với một cái người phàm phu bình thường, thì ai cũng mong muốn rằng là mình, ai cũng muốn là mình sẽ được người khác ban cho mà mình không phải làm gì cả. Thì cái điều đấy thì ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà để mà biết được rằng là những cái điều nào nó thật sự là có cái, tức là những cái việc làm như thế nào là thiết thực nhất, có cái lợi ích nhất, thì cái điều này chỉ có Đức Phật mới hiểu được. Bởi vì trước khi Đức Phật chưa ra đời là
Thì thế gian này là người ta vẫn có những cái tâm lý như vậy. Khi mà Đức Phật chưa xuất hiện ở thế gian này thì ngài từ cái thuở xa xưa, từ hàng ngàn vạn năm trước là con người đã có cái tâm lý như thế, là con người ta có cái tâm lý là luôn luôn có cái sự là mong cầu những cái đấng bề trên là ban ơn cho mình, che chở cho mình, ban phước cho mình. Nhưng khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật bằng cái trí tuệ của mình thì Đức Phật giác ngộ ra, Đức Phật nói rằng là tất cả mọi chúng sinh đều là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, tức là tất cả chúng sinh sống ở trên đời này là mỗi một cái hành động, mỗi cái lời nói, mỗi cái suy nghĩ là đang tạo một cái nhân. Và mỗi một cái lúc mà gặp những cái chuyện vui hay chuyện buồn, gặp những cái khổ đau bất hạnh hay là gặp cái sự an lành tốt đẹp, đấy là do quả báo của những cái nghiệp mà họ đã làm. Tức là tất cả cái cuộc sống của con người đều được chi phối bởi nhân quả, bởi do cái nghiệp mà những chúng sinh đấy tạo. Không ai là cái người ban phước cho chúng sinh, cũng không ai là cái người giáng họa cho chúng sinh. Ở trên đời không có ai là làm cái nhiệm vụ là đi ban phước cho đời, và cũng không có ai là giáng họa cho đời, mà chỉ có chúng sinh tự tạo ra phước và tự chuốc lấy họa. Cho nên là Đức Phật luôn luôn nhận mình ta là một bậc đạo sư, tức là một vị thầy chỉ đường, tức là một người dẫn đường. Thì vậy nên là vì cái tâm lý của chúng sinh có nhiều cái sự mong cầu những cái điều tốt lành và sợ hãi những cái điều bất hạnh, vì vậy nên là Đức Phật là những cái người chỉ dạy cho chúng sinh đạt được những cái điều tốt lành và tránh được những điều bất hạnh ấy. Ví dụ như chúng sinh ở trên đời này có cái mong muốn được sống lâu, và ai cũng sợ hãi những cái điều đó là những nguy hiểm đến đến mạng sống. Thì ở trên đời tất cả những cái sự bất hạnh, không có cái gì bất hạnh bằng, là nếu như mà mình phải gặp một cái sự rủi ro gì đó mà phải dẫn đến cái sự chết chóc cho bản thân mình hay là cho những người thân của mình. Vì vậy cho nên là để tránh được sự nguy hiểm đến tính mạng là cái điều tối cần thiết nhất. Và cũng chính vì vậy nên là Đức Phật cũng tối cần thiết nhất là phải dạy cho chúng sinh cái điều thiết yếu đầu tiên, đó là tránh xa được cái sự nguy hiểm đến mạng sống của mình bằng cái pháp giữ giới không sát sinh. Vì vậy nên là Đức Phật thấy rằng là những ai mà tạo những cái ác nghiệp sát sinh ở trong quá khứ thì ở đời này được sinh ra làm người họ sẽ phải chết sớm. Bởi vì gieo nhân nào thì nó cho ra cái quả đấy. Nếu như mà mình thường xuyên đoạt mạng sống của người khác, của những chúng sinh khác, thì bây giờ mình sinh ra ở đời này sẽ có những người khác, có những cái chúng sinh khác nó sẽ đoạt lại mạng sống của mình. Đấy là cái quy luật nhân quả nghiệp báo rất là công bằng. Mình gieo nhân gì thì nó ra quả đấy. Mình trồng những cái trồng cam thì nó ra trái cam, mà trồng ớt thì nó phải ra trái ớt. Thì mình gieo cái quả đắng cay thì mình phải gặt cái quả đắng cay. Gieo cái nhân mà đắng cay thì nó gặt quả đắng cay. Mình gieo cái nhân ngọt thì nó ra trái ngọt. Vậy một người mà tránh xa sát sinh là cái người đó chính là người đang bảo vệ cái mạng sống của chính mình. Nếu một người không sát sinh thì sẽ không ai có thể làm hại được mạng sống của mình. Còn một người nào mà đã có cái nhân sát sinh thì bây giờ dù mình có bảo vệ bao nhiêu thì mình vẫn cái tính mạng của người đó sẽ vẫn bị đe dọa bởi những cái oan nghiệp mà mình đã tạo từ quá khứ. Vì vậy nên là đầu tiên là một người quy tam bảo thì Đức Phật dạy là hãy không sát sinh, tránh xa sát sinh là vậy, không được đoạt mạng sống của những chúng sinh khác. Vậy thì cái điều thứ hai là con người ta mong muốn khi mà sống ở trên đời rồi thì người ta mong muốn là có nhiều tài sản, người ta mong muốn là được hưởng thụ cái cuộc sống này nó đầy đủ cái sự ấm no,
sung túc về vật chất, về tài sản. Vì cái điều mong muốn như vậy, và Đức Phật không thể ban cái tài sản đấy cho chúng sinh được. Đức Phật cũng không thể ban cho ai được cái sự sống lâu, mà Ngài chỉ dạy cho người, cho mọi người có cái cách sống lâu, đó là giữ giới không sát sinh. Thì cũng vậy, mọi người thì mong muốn có tài sản, thì Đức Phật dạy cho mọi người cái cách có tài sản, đó là bằng cái cách là giữ cái giới thứ hai, là không lấy trộm cắp của người khác. Gieo cái nhân lấy trộm cắp của người khác, tức là mình đang phá hoại tài sản của người khác. Vì cái oan trái đấy, vì cái oan nghiệp đấy, thì ở cái đời này dù mình có làm ra bao nhiêu tài sản, mình cũng sẽ bị những cái oan gia nó phá hoại hết. Cho nên là có những cái người thì bị làm ra tài sản sẽ bị những cái người khác người ta lừa gạt, có thể mình sẽ bị giặc cướp chiếm đoạt, có thể bị những cái con cái là phá gia chi tử, nó cũng làm phá hoại hết. Hoặc là có những cái người thân, hoặc chính bản thân mình cũng sẽ tự làm những cái việc phá hoại hết. Vậy nên là một cái người mình không giữ cái giới là không trộm cắp, mình không lấy trộm cắp của ai, thì đời này cái tài sản của mình làm ra, mình sẽ không bị những cái tai nạn, và nó sẽ còn nguyên vẹn. Thì con người ta tài sản sẽ bị phá hoại được nhiều thứ, bị phá hoại bởi những cái thiên nhiên, những cái thiên tai, như là bị nước cuốn trôi, bị lửa đốt, hay là bị gió bão nó phá hoại. Và ngoài ra nữa thì mình còn bị giặc cướp nó phá hoại, hay là bị những cái người ác nhân lừa gạt. Và có những cái người thì mình mong muốn có tài sản, nhưng mà mình không có cơ hội để làm ra được tài sản. Đấy cũng là cái nhân của cái việc một cái người mà hay lấy trộm cắp, thì bây giờ cái người đấy không thể nào mà tạo ra được tài sản, không thể nào mà giữ gìn được tài sản. Vậy thì một cái người muốn có được cái tài sản là cái người phải giữ được cái giới thứ hai, đó là không lấy trộm cắp của người khác. Thì Đức Phật là người dạy cho một cái người mình mong muốn cái điều gì, thì Đức Phật chỉ dạy cho mình có được cái điều đó. Vậy thì cái người ta mong muốn thứ ba, đó là mong muốn có một cái cuộc sống hạnh phúc, an vui, hạnh phúc ở trong gia đình, trong gia đình mình. Mình muốn mọi người yêu quý mình, và không muốn mọi người lừa gạt mình. Thế thì vì chúng sinh mong cầu cái điều đấy, cho nên là Đức Phật mới dạy rằng là hãy giữ cái giới thứ ba, đó là không tà dâm. Không tà dâm có nghĩa là cái người đấy không có những cái quan hệ bất chính, ngoại tình với vợ hoặc chồng của người khác. Thì cái người mà không giữ cái giới không tà dâm thì cái người đấy trong gia đình sẽ có cái sự an vui hạnh phúc, cái gia đình đấy sẽ không bị bất hạnh, sẽ không bị ly tán. Đấy là vậy thì mình mong muốn có cái cuộc sống, có một cái gia đình an vui hạnh phúc, thì mình phải giữ cái giới thứ ba đấy. Giới thứ ba là giới không có tà dâm, chứ không phải là mình cứ đi cầu xin mà được. Vậy thì Đức Phật là bậc thầy chỉ dạy cho mình, có muốn có trong gia đình được hạnh phúc thì mình phải tạo ra cái sự hạnh phúc đó. Điều nữa là khi sống ở trên đời thì ai cũng muốn rằng là mình được mọi người tin tưởng. Khi mà một cái người mà được quần chúng, được nhiều người tin tưởng, cái người đấy có thể rất là dễ dàng trong những cái công việc làm ăn, hợp tác với mọi người, hoặc là cái người đấy có thể được đề cử lên những cái chức vụ quan trọng trong xã hội, như là cái người đấy cầu công danh, cầu sự nghiệp, cầu chức quyền, thì đấy cũng là một trong những cái mong muốn của mọi người. Nhưng mà nếu như mình muốn đạt được điều đấy thì mình phải gây dựng được cái niềm tin với mọi người,
muốn gây dựng được cái niềm tin với mọi người, cái người đấy phải tạo được cái nhân đó là chân thật. Vậy nên là Đức Phật mới dạy là giữ giới thứ tư không nói dối, tức là cái người đấy phải tạo cho mình có được cái hạnh chân thật, một cái sự sống thật thà thì mới được mới có được cái niềm tin của mọi người, chứ không phải là mình mong cầu công danh, mong cầu sự nghiệp, mong cầu quan, mong cầu được quyền chức mà có ai đó có thể ban được cho mình, mà cái điều đó là do mình tạo ra. Thì Đức Phật chỉ dạy cho mình cái cách để mình tạo được cái công danh sự nghiệp, chính là bằng những cái sự tu tâm, tu tập ở nơi thân tâm của chính mình, chứ không phải là bằng cái sự cầu xin ở bên ngoài. Và còn một cái điều nữa mà người ta mong muốn ở trên đời, đó là mong muốn có được trí tuệ. Vì nếu như mình mà có trí tuệ thì mình có thể học rộng biết nhiều, mình có biết tính toán, mình khôn ngoan, hiểu biết, mình có thể làm được những cái việc khó nản, và mình có thể có được cái sự thành công nhờ cái trí tuệ của mình. Vì ai trên đời mình cũng mong muốn là mình là một cái người trí tuệ, một cái người thông minh, một cái người có văn hóa, có học thức, chứ không ai ở trên đời này muốn mình là một cái người ngu si, thiếu trí. Và cái người có trí tuệ thì được cái người khác kính trọng, còn cái người mà ngu si thì bị cái người, bị mọi người khác coi thường. Vì vậy ai cũng mong muốn có trí tuệ. Vậy thì mình muốn có trí tuệ thì Đức Phật cũng dạy mình là cái cách mà để có trí tuệ, đó là giữ cái giới là mình không dùng những cái chất say nghiện. Tức là một cái người, một cái chất mà nó có thể phá hoại cái trí tuệ lớn nhất, đó chính là cái người sử dụng cái chất say nghiện. Như là một cái người mà nghiện rượu hay là nghiện những cái chất say khác, thì cái người đấy sẽ mất đi cái tâm hổ thẹn và cái tâm ghê sợ. Tức là người đấy sẽ làm những cái việc làm những cái việc đáng xấu hổ nhưng mà người ta không biết xấu hổ, làm những cái việc đáng sợ hãi mà cái người đó không biết sợ hãi. Thì cái người mà không xấu hổ và không sợ hãi thì mất luôn cái nhân tính, tức là mất luôn cái tính, cái nhân tính của con người. Là cái người đấy mặc dù là còn cái thân người nhưng mà cái tâm không còn cái tâm con người. Trong cái lúc người ta say thì lúc đấy cái người đấy cũng ngang với những con vật. Những con vật đấy là nó không biết xấu hổ và không biết ghê sợ. Tức là làm việc tội lỗi nó không biết xấu hổ và không biết ghê sợ tội lỗi. Vì đấy gọi là cái tâm vô tàm vô quý. Tức là một cái người say và nghiện là không biết tàm quý. Thì tất cả những cái loài súc sinh nó đều có một cái tâm là không biết tàm quý. Nó không mặc quần áo và nó không biết xấu hổ về điều đấy. Nó làm những cái việc tội lỗi và nó không biết sợ hãi những điều đấy. Thì với một cái người mà đã say xưa không còn biết gì nữa cũng tương tự như thế. Cho nên là cái nguy hiểm nhất chính là cái người ở trên đời này là cái người say và người nghiện. Ở đâu mà có người say và người nghiện thì không những cái bản thân của cái người đấy không có một cái cuộc sống an ổn tốt đẹp, mà những cái người sống gần cái người đấy cũng không được an ổn, không được tốt đẹp. Vì vậy cho nên, vì vậy nên là Đức Phật mới chỉ dạy năm cái giới này: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, để cho những cái người mình mong cầu sống lâu được sống lâu, mình mong cầu tài sản được tài sản, mình mong cầu an vui hạnh phúc thì được an vui hạnh phúc, mình mong cầu công danh thì được công danh, mình mong cầu trí tuệ thì được trí tuệ. Vậy thì tất cả những cái điều đó mình mong cầu là do mình tạo ra, và Đức Phật là một cái vị thầy chỉ dạy cho mọi người. Thế thì sống ở trên đời này, người ta thường đi cầu phước nhưng mà người ta lại không biết tạo phước. Chỉ cầu xuông thôi thì cái điều đó nó là cái sự cầu xin vô ích. Và Đức Phật ví dụ như là một cái người mà đi cầu xuông ấy, giống như là một cái người muốn đi sang bờ bên kia. Ví dụ như là bây giờ mình đi đến một cái bờ sông và mình muốn vượt qua con sông này để đến bờ bên kia, thì có một cái người khác dạy mình là hãy làm một con thuyền để mà đi qua sông. Và cái người nào nghe theo cái lời của cái vị chỉ đường đấy, vì cái người đấy biết làm một con thuyền và sau đó chèo lái cái con thuyền đấy, người đấy sẽ qua được sông, đến được bờ bên kia một cách an toàn.
Nhưng mà có những cái người lại không nghe theo lời của những cái người chỉ dẫn, dẫn đường, hoặc là không gặp những người dẫn đường, người đó cứ đứng ở bên này và cầu xin là bờ bên kia ơi hãy lại đây, bờ bên kia ơi hãy lại đây. Thì cái sự cầu xin như vậy cho đến cái khi cái người đó chết, người đó cũng không đạt được cái mong muốn của mình. Thì Đức Phật dạy cũng thế. Đức Phật dạy rằng nếu như người nào mà mình mà muốn an vui hạnh phúc thì mình phải tạo ra cái sự an vui hạnh phúc đấy. Cho nên Đức Phật dạy là giáo pháp như con thuyền để qua sông. Cái người nào biết sử dụng cái con thuyền đấy thì mới qua được sông. Còn cái người nào chỉ đứng mà cầu xin thì sẽ uổng công vô ích. Vậy nên ở trên đời cũng vậy, mình sẽ thấy có những cái người, người ta có nhiều phước, người ta ở trên đời người ta chỉ hơn kém nhau, là hơn kém nhau ở cái phước. Và những cái phước, có những người người ta tạo những cái phước ở trong quá khứ, cho nên người ta hưởng tạo nhân ở trong quá khứ thì người ta hưởng cái quả ở hiện tại. Cái người mà đang tạo cái nhân ở hiện tại thì sẽ hưởng cái quả báo ở tương lai. Tức là cái người nào ở trong quá khứ người ta đã tạo cái nhân không sát sinh rồi thì ở hiện tại người ta sẽ được sống lâu. Chứ không phải là do cái người đó có cái sự khôn khéo gì cả, mà đấy là cái phước của người ta đã tạo thì bây giờ người ta hưởng. Cái người nào ở hiện tại này mà tạo cái nhân không sát sinh thì đời tương lai họ sẽ được sống lâu. Cứ nhìn vào cái quả ở hiện tại thì biết được cái nhân ở quá khứ, nhìn vào cái nhân ở hiện tại thì sẽ biết được cái quả tương lai. Cái người nào ở trong quá khứ người ta không lấy trộm cắp mà người ta biết bố thí cho người khác, người ta biết làm những cái việc phước thiện, thì ở hiện tại người ta sẽ làm ra tài sản một cách rất là dễ dàng, mà không khó khăn, không bị ai phá hoại. Còn những người nào ở trong quá khứ mình đã chưa tạo phước thì bây giờ ở hiện tại này, cái người đấy sẽ rất là khó khăn, không tạo ra được tài sản. Cũng vậy, ở trong hiện tại này, người nào biết tạo phước thì tương lai người đấy sẽ có cái phước đó. Người nào không tạo phước thì trong tương lai vẫn nghèo khổ. Cái người nào trong quá khứ người ta tạo cái phước là như thế nào thì ở hiện tại người ta được hưởng cái phước như vậy. Vậy thì ở đời người ta hơn nhau, chính là hơn nhau ở cái phước. Cái người nào có phước lớn thì bây giờ người ta sẽ được có cái cuộc sống nó là mọi thứ nó đạt được những cái điều như ý muốn của mình. Còn nếu như cái người nào không có phước thì mình mong cầu những cái điều tốt mình lại luôn gặp những cái điều xấu. Cho nên là cái con người ta là phải hơn nhau, hay là hơn hay kém nhau ở thế gian này, là hơn kém nhau ở cái phước mà mình đã tặng, chứ không phải là hơn kém nhau ở những cái mưu mô, ở những cái toan tính, hay là ở cái sự khôn ngoan của mình đấy, mà là do cái phước của mỗi người khác nhau. Cho nên là ở trên đời này có những cái cuộc sống này nó mới có cái sự khác biệt giữa người này với người khác. Có người trí, có người ngu, có người thì mạnh khỏe, có người thì yếu đau, có người thì đẹp, có người thì xấu, có người sống lâu, có người chết sớm. Đấy là tất cả đều là do cái phước nghiệp của mỗi người. Ai tạo cái phước lành thì gặp cái quả lành, ai tạo cái ác nghiệp thì bây giờ phải gặp những cái ác nghiệp. Nên là Đức Phật mới dạy là phải bỏ cái việc ác mà phải làm những cái việc lành. Vậy thì bây giờ cái việc phước là tạo ra như thế nào? Và thường thường là ở thế gian vì con người ta không được học những cái luật nhân quả nghiệp báo đây, họ không biết cách là tạo ra phước như thế nào, và như thế nào là tạo tội, như thế nào là làm tổn hại phước, và như thế nào là tích lũy phước. Vì người ta không biết phân biệt như vậy, vậy cho nên mới gọi là chúng sinh ở trên thế gian này bị vô minh che lấp, bị cái sự vô minh tà kiến hiểu biết những cái điều sai trái. Mình mong muốn những cái điều phước này nhưng mình lại tạo những cái điều tội lỗi. Mình mong muốn là được sống lâu nhưng mình lại tạo cái nhân chết sớm. Mình mong muốn được giàu sang nhưng mà mình lại tạo cái nhân nghèo khổ. Mình mong muốn được an vui hạnh phúc nhưng mà mình lại tạo ra toàn là những cái nhân bất hạnh khổ đau. Đấy, mình mong cầu một cái điều nhưng mà mình lại tạo ra những cái điều nó trái ngược lại như vậy.
Đấy chính là cái sự vô minh của chúng sinh, sự tà kiến của chúng sinh, hay là cái sự ngu dốt ở thế gian này. Nên là Đức Phật mới gọi là những cái người mà biết, hiểu biết về cái nhân quả là những người trí tuệ, còn những người mà không biết về nhân quả là những người ngu si. Thì ở thế gian cũng thế. Bây giờ mình mà muốn có được một cái gì thì thứ nhất là mình phải đi tạo, mình đi làm để kiếm tiền. Khi mà mình đã kiếm được ra tiền rồi, sau đó thì mình có thể dùng cái tiền đấy mình có thể mua được, mua sắm được những cái điều mình mong muốn. Nhưng mà có những người có tiền nhưng mà mình không thể mua sắm được những cái như là mạng sống, thọ mạng, mình không thể mua được. Có những cái mà mình không thể mua bằng tiền được, như là cái có rất là nhiều những cái chỉ có phước lành mới mua được, cái sự an vui hạnh phúc ở trong tâm của mình, mình không thể dùng tiền tài vật chất mà mua được. Nhưng mà những cái điều đó mình có phước, mình có thể ước muốn và đạt được. Thế thì người ta hay đi cầu phước mà người ta không biết tạo phước, thì giống như ngày xưa vậy. Khi mà có rất là nhiều những cái người ở trên thế gian, người ta tổ chức những cái lễ, những cái đàn tràng, và người ta tế lễ, và người ta lễ bái, người ta cầu xin. Và có những người đã đến gặp Đức Phật và hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thường xuyên tế lễ, dùng rất nhiều những cái phẩm vật cao quý để tế lễ thần thánh, thì con có được nhiều cái công đức phước lành không? Thì Đức Phật nói rằng là nếu như một cái đàn tế lễ mà không có những cái tội lỗi ở trong đấy, tức là trong cái đàn tế lễ người đấy không sát hại sinh mạng, không có những cái pháp mê tín tà kiến ở trong đấy, thì cái đàn tế lễ đấy có cái lợi ích. Có cái lợi ích đó là vì trong cái đàn tế lễ đấy người ta cung kính những bậc đáng kính, tức là khi mà người ta chắp tay, người ta kính lễ đến những cái bậc cao quý hơn con người này, những cái bậc có đức hơn hạnh, có giới hạnh lớn. Ví dụ như là người ta có thể kính lễ lên Đức Phật, hay là các vị thiên thần mà có những cái đức hạnh lớn, rồi người ta cúng dường hương hoa, những cái điều, những cái phẩm vật tinh khiết lên, vì cái lòng thành kính dâng cúng đấy, cho nên nó có thể tạo ra cái phước đức. Thế nhưng và cái vị có những cái vị hỏi là có cái cách thức nào có thể tạo ra cái phương đức, cái phước lành lớn hơn là cái tế lễ? Thì Đức Phật dạy rằng là có cái phương pháp mà nó có thể tạo ra cái phước lành lớn hơn, đó là bố thí. Nếu mà một cái người biết bố thí, biết tạo cái phước đó là bố thí cho người khác, thì cái công đức đấy sẽ lớn hơn, thù thắng hơn là cái phước là chỉ biết tế lễ cầu xin. Và có những cái vị đó hỏi rằng là thế có cái cách nào mà tạo ra cái phước còn lớn hơn là bố thí nữa? Thì Đức Phật dạy là có cái pháp mà có cái công đức còn lớn hơn bố thí, đó chính là giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì cái công đức đấy sẽ còn lớn hơn là bố thí. Một cái người giữ giới thì cái công đức sẽ rất là lớn, vì cái người đấy, một cái người giữ giới là cái người đấy có thể chế ngự được những cái ác, những cái tâm bất thiện của chính mình. Ví dụ như là một cái người đấy khởi lên cái tâm sát sinh, nhưng lại chế ngự được cái tâm sát sinh đấy, người ta không sát sinh. Người ta khởi lên cái tâm tham đắm, muốn lấy trộm cắp, nhưng mà người ta chế ngự được cái tâm tham đấy. Người ta khởi lên cái tâm tà dâm, nói dối uống rượu, người ta chế ngự được những cái tâm đấy, thì người ta sẽ chiến thắng được những cái tâm bất thiện ở trong mình. Vậy thì khi nào cái tâm thiện của mình nó mạnh hơn cái tâm bất thiện, nó chiến thắng được cái tâm bất thiện ấy, thì cái lúc đấy cái công đức nó sẽ lớn hơn. Còn nếu như mình để cho những cái tâm bất thiện nó mạnh hơn, nó chiến thắng cái tâm thiện của mình, thì là lúc đấy là cái công đức của mình nó sẽ rất là yếu kém, thì cái phước này nó cũng sẽ yếu kém. Thế thì có những người thì hỏi rằng là hỏi Đức Phật rằng là con thường xuyên bố thí nhưng con không có giữ giới được, tức là hàng ngày con vẫn làm ra tài sản và biết chia sẻ cái tài sản này đến người khác,
đó là biết làm cái việc bố thí nhưng mà không giữ năm giới, không giữ giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Vậy thì tương lai cái quả báo của con sẽ như thế nào? Thì lúc đấy Đức Phật dạy rằng là với một cái người có làm việc phước nhưng không giữ giới thì sau này ông sẽ phải tái sinh làm những cái loài súc vật mà được người ta nuôi dưỡng và chăm sóc. Tức là có những cái loài súc sinh thì được con người rất là cưng chiều, giống như những cái loài thú cưng, người ta nuôi và người ta chăm sóc người ta, đấy là cái phước của những cái con vật đấy. Như những cái con vật nó sống hoang dã ở trong rừng ấy, thì cái loài lớn nó ăn thịt, cắn xé loài bé, thì đấy là những cái con vật mà nó còn khổ hơn là những con vật được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ. Vậy thì những cái người mà biết làm việc phước, biết bố thí nhưng không giữ giới thì sau này sẽ có cái quả báo như vậy, sẽ sinh làm những loài súc sinh mà được chăm sóc, được nuôi dưỡng. Vậy thì có cái người lại hỏi Đức Phật là thế thì còn có cái pháp nào mà có cái công đức còn lớn hơn là cái pháp giữ giới nữa? Thì Đức Phật dạy là có cái pháp lớn hơn nữa, đó là biết học giáo pháp, biết thực hành giáo pháp, tức là biết thực hành những cái pháp về thiền, thiền chỉ và thiền quán. Tức là ví dụ như là cái người đấy là một cái người biết tu tâm thì là những cái người sẽ có cái phước lớn nhất. Ví dụ như cái người đấy có cái tâm tán loạn, cái tâm thường xuyên tán loạn thì cái người đấy hãy tu tập làm cho cái tâm nó định tĩnh, đừng tán loạn nữa. Vì cái tâm tán loạn là nó sẽ sinh ra những cái điều bất thiện. Vì vậy nên là cần phải làm cho cái tâm định tĩnh lại, như là chú tâm trên hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra để cho cái tâm nó định tĩnh, thì những phiền não tham sân si nó sẽ không khởi lên. Nếu để cho tâm tán loạn thì những phiền não tham sân si nó khởi lên. Khi những phiền não tham sân si khởi lên thì cái người đấy sẽ tạo ra những cái điều tội lỗi, và những cái điều tội lỗi đấy sẽ khiến cho cái người đấy chịu những cái quả báo khổ đau ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Nếu như là một cái người nào mà có cái tâm sân hận lớn, hay oán giận, hay tức giận, hay hờn giận với mọi người, thì cái người đấy hãy tu tập thiền tâm từ, hãy tu tập lòng từ. Tu tập lòng từ đó là cái người đấy sẽ luôn luôn quán mọi người là những người luôn nghĩ về những cái điều tốt của mọi người và mong cho mọi người được an vui. Ví dụ như là người đấy có thể hướng tâm đến một cái người mà người đó kính trọng, mà người đó mong rằng là mong cho người này được an vui, mong cho người hiền thiện này được an vui. Sau đó người đó lại hướng tâm đến những người bình thường, mình không kính, không yêu, không ghét, mình lại cũng mong cho cái người này được an vui. Sau đó cái người đấy có thể hướng tâm đến cả những người mình ghét, và mình cũng khởi lên cái ước muốn là mong cho những người này được an vui. Vậy thì cả những người mình kính trọng, những người mình không kính trọng và những người mình oán ghét, mình đều mong cho họ được an vui. Sau đó mình có thể mở rộng cái tâm từ đến tất cả chúng sinh muôn loài, là mình mong cho tất cả mọi người được an vui. Thì khi mình khởi lên một cái tâm như vậy thì tất cả những cái tâm sân hận, giận hờn, oán ghét đối với chúng sinh, đối với mọi người nó sẽ tan biến. Và cái đấy được gọi là tâm từ. Và cái tâm thứ hai được gọi là tâm bi. Như là khi mà một cái người mà có cái tâm sân hận lớn thì người ta sẽ có cái ác ý lớn. Thậm chí người ta có ác ý, người ta muốn làm hại người khác, muốn làm hại những cái vật khác. Thì Đức Phật mới dạy cái người đấy là cần phải thực hành cái tâm đó là mong cho mọi người được thoát khổ đau. Thì lúc đấy mình phải thấy mọi người sống ở trên cuộc đời này là có những cái nỗi khổ đau về thân, có những cái nỗi khổ đau về tâm, có những cái nỗi khổ đau ở trong cái vòng luân hồi sinh tử. Và một cái người khởi lên một cái tâm rộng lớn vô lượng, đó là mong cho mọi người được thoát khỏi những cái nỗi khổ đau, mong cho mọi người thoát khỏi nỗi khổ đau ở trong sinh tử, thì đấy được gọi là tâm bi. Tâm bi là mong cho chúng sinh hết khổ đau. Khi mà mình khởi lên cái tâm như vậy thì cái những cái tâm ác ý muốn làm hại người, muốn làm hại những cái vật khác nó sẽ tan biến hết. Và vì vậy cho nên nó mới được gọi là lòng từ bi vô lượng. Tức là cái lòng từ bi đấy không có giới hạn. Bởi vì là thường thường là con người ta là hay có một cái tâm nó hẹp hòi, đó là mình chỉ mong cho bản thân mình được an vui, hoặc là mình mong cho những cái người thân của mình được an vui.
Chứ không bao giờ mình mong muốn cho những cái người mình không quen biết được an vui, cũng không bao giờ có cái tâm là mong muốn cho những cái người mình đang oán ghét kia được an vui, cũng không bao giờ mình mong muốn cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh muôn loài được an vui. Đấy là cái tâm hẹp hòi, chỉ có mong những cái điều lợi ích cho bản thân mình và cho những người cùng nắm là những người thân của mình. Và Đức Phật thì phải có cái lòng từ bi vô lượng. Vậy thì mình phải mở rộng cái lòng từ bi đó ra đến cả những cái người mình không quen biết, cả những cái người mình oán ghét và cả những cái chúng sinh muôn loài. Thì đấy mới là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng. Đó là mình không oán ghét ai và mình mong cho tất cả mọi người được thoát khổ đau. Và có cái tâm hỷ vô lượng. Tâm hỷ vô lượng đó là mình hướng tâm đến một cái người nào đó mà mình cảm nhận rằng họ là một cái người đang có những cái điều hạnh phúc. Mình nghĩ rằng đây là một cái người có cái sự thành công, có cái an vui hạnh phúc, và mình mong muốn khởi lên cái mong muốn là mong cho người này không phải xa lìa những cái hạnh phúc thành công này, những cái điều hạnh phúc mà họ đã đạt được. Vậy thì mình sẽ hoan hỉ với những cái điều hạnh phúc của người khác, hoan hỉ với cái sự thành công của người khác. Và cái người mà hoan hỉ được với thành công của người khác thì cái người đấy không có ghen tị với sự thành công của người khác. Vì cái tâm tính của con người ta là thường hay có cái lòng ganh tị khi thấy người khác hơn mình, khi thấy người khác có cái sự hạnh phúc hơn mình, khi thấy người khác có cái thành công hơn mình. Vậy thì cái người mà có cái lòng ghen tị như vậy thì mình sẽ luôn có cái sự bất mãn, luôn có cái sự bất bình, luôn có cái sự oán giận và luôn sống trong cái sự sầu bi ưu não, không được an ổn. Vậy thì phải thay đổi cái tâm đó bằng cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ với cái sự thành công của cái người đó, hoan hỷ với cái hạnh phúc của người đó và mong rằng họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Sau đó mình mở rộng cái tâm hỷ đó ra đến tất cả chúng sinh muôn loài, tất cả mọi người trên thế gian này, ai cũng có những cái sự an vui, ai cũng có những cái sự thành công của riêng cái người đó, và mình hoan hỷ với những cái sự thành công của tất cả những cái chúng sinh đấy, thì trong tâm mình sẽ có cái sự an vui, có cái sự hoan hỷ. Đấy cũng là một cái cách mà cái người đó dùng chính cái tâm hoan hỷ để chiến thắng được cái tâm ganh tị của mình. Và một cái người mà có được một cái tâm cao thượng hơn tất cả những cái tâm cao thượng khác nữa, đó là một cái người có cái trí tuệ hiểu biết về cái nghiệp nhân quả báo của tất cả chúng sinh. Một cái người mà có cái trí tuệ để mà biết được rằng thấy một cái người khác đang an vui và người đó biết ngay rằng đây là quả của những cái nghiệp thiện mà họ đã làm. Thấy một cái người khác đang khổ đau, mình suy ngay ra là đây là cái quả của một cái nghiệp bất thiện mà họ đã làm. Mình nhìn thấy một cái người đang làm một cái việc thiện, mình hướng luôn tâm đến cái quả nào họ đang tạo cái nhân này và họ sẽ được hưởng cái phước ở tương lai. Mình thấy một cái người đang làm một cái việc ác, mình hướng luôn được đến cái quả báo của họ, họ đang tạo những cái nhân này thì họ sẽ phải chịu cái khổ đau ở tương lai. Và cái người đấy có cái hiểu biết rằng chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Và lúc đấy mình nhìn thấy ai mình cũng hiểu được là họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp đã tạo. Thì cái người đấy là cái người có trí tuệ hiểu biết. Một cái người đấy là cái trí tuệ đấy là nó diệt trừ được cái vô minh, nó diệt trừ được cái sự tà kiến. Nếu như một cái người thường xuyên quan sát như thế thì trí tuệ của người đó sẽ khai mở. Cái người đó sẽ là cái người có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có cái sự nhìn nhận đúng, có cái sự suy xét đúng, có cái sự hiểu biết đúng. Cái người đấy mới là cái người có chánh trí, cái người đấy mới là một cái người có cái sự an nhiên tự tại. Thì đấy là những cái cách mà người ta có thể tạo ra những cái phước lành ở trên đời. Thì Đức Phật dạy là chỉ có người có cái sự tu tâm, có cái tâm mà biết tu tâm để nó diệt trừ được cái vô minh, diệt trừ được cái tà kiến, diệt trừ được những cái phiền não, để có được cái trí tuệ sáng suốt, để có được cái trí tuệ hiểu biết đúng, thì cái người đấy mới là cái người tạo ra cái phước lành cao thượng nhất. Vậy thì cái người muốn tu tâm
đấy là cái người cần phải có học giáo pháp, tức là phải có nghe giáo pháp, phải có tư duy về giáo pháp và phải có thực hành giáo pháp. Thực hành tức là cái người đấy phải có cái sự tu tập, là cái người đấy có cái sự hành thiền để diệt trừ những cái chế ngự, những cái phiền não tham sân si, và thực hành đến những cái pháp thiền quán để đoạn trừ những cái phiền não tham sân si đấy, cho đến khi nào mà vị đó có thể tu tập mà giác ngộ ra được chân lý tứ thánh đế, chứng đắc được những cái đạo quả niết bàn an vui, thì cái phước lành đấy mới là phước lành tuyệt đối, phước lành đấy mới là cao thượng. Vậy thì sống ở trên đời này, những cái người si mê ở thế gian thì người ta hay có cái tâm lý mong cầu, nhưng mà người ta không biết tạo tác. Đôi khi mình mong cầu những cái điều tốt nhưng mình lại tạo những cái nhân xấu, thì những cái mong cầu đấy nó là uổng công vô ích. Vậy cái chỉ có cái người nào học đạo, cái người nào hiểu đạo, người ta mới biết mình mong muốn cái gì thì mình phải tạo ra cái nhân. Ví dụ như là khi mà mình tụng kinh lễ Phật, hay là mình dâng lên, mình cúng Phật một bông hương, một nén hương, một bông hoa, hay là đèn nhang hương nến, thì đấy dâng lên với cái tâm thành kính mình đảnh lễ cúng dường, thì cái sự cái tâm thành kính và đảnh lễ cúng dường đấy nó tạo ra phước. Và từ cái phước đấy thì mình mong muốn những cái điều phước lành, có những cái điều phước lành như là mình mong muốn được sống lâu, mong muốn được mạnh khỏe, mong muốn được an vui, mong muốn sắc đẹp, mong muốn được trí tuệ. Thì khi mà mình tạo ra phước thì mình ước muốn những cái điều phước lành nào thì nó sẽ đạt được phước lành đấy. Và có những cái người có trí tuệ biết cách tạo những cái ba la mật, như là khi mà mình làm bất cứ một cái phước lành gì thì mình nguyện là cầu mong cho con được đoạn trừ hết phiền não tham sân si ngủ ngầm ở trong tâm để chứng ngộ niết bàn ở trong tương lai, thì tất cả những cái công đức mình làm ấy nó được gọi là các pháp ba la mật. Ví dụ như là khi mình bố thí, mình nguyện cho con chứng ngộ niết bàn ở trong tương lai thì được gọi là bố thí ba la mật. Khi mình giữ giới mà mình nguyện chứng đắc niết bàn thì đó là trì giới ba la mật. Khi mà mình thực hành các cái pháp thiền, như mình ngồi thiền 5 phút, 10 phút, hay là một thời thiền, hay là một cái ngày tu tập đấy mà mình chỉ mong muốn là được đoạn trừ những phiền não tham sân si, chứng đắc niết bàn ở trong tương lai, thì trong những cái pháp đấy nó có cái sự tinh tấn ba la mật, có cái quyết định ba la mật, có cái nhẫn nhục ba la mật, có cái từ tâm, xả tâm, chân thật ba la mật, nó đều có ở trong đấy. Thì những cái ba la mật đấy là những cái công đức để mình đi đến cái niết bàn, đi đến giải thoát ở trong tương lai. Vậy thì những cái ước nguyện cao thượng nhất, những cái phước lành mà mình hướng tâm đến, mình nên hướng tâm đến, đó là hướng tâm ước nguyện được chứng ngộ niết bàn ở trong tương lai. Vì ở trong cái dòng luân hồi sinh tử, mình có mong cầu được hưởng những cái phước gì đi chăng nữa thì mình cũng không thoát khỏi sinh già bệnh chết. Chỉ khi nào một cái người có được cái tâm, mình khởi lên được cái tâm là mình muốn đi đến giải thoát sinh tử, thì cái người đấy phải có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn. Thì tất cả những cái công đức phước này mình làm thì đều là cái nền tảng để nó hỗ trợ cho mình. Đời nào sinh ra mình cũng luôn luôn gặp được cái chánh pháp, và đời nào sinh ra mình cũng biết làm việc phước lành, và mỗi mình khởi lên cái tâm là mong muốn được giải thoát sinh tử thì dần dần mình sẽ đi đến niết bàn giải thoát. Thì cái người nào mình khởi lên cái tâm mong cầu niết bàn giải thoát là cái người biết cầu phước một cách cao thượng nhất. Những cái điều đó nó sẽ lớn hơn tất cả những cái việc mà mình mong cầu ở trong những cái cuộc sống tạm bợ ở thế gian này. Là cái người gọi là biết cách cầu phước và biết cách tạo phước. Đấy, hết cái bài pháp này.